Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Haley James Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay cả nhà mình có một chuyến đi chơi cuối tuần nè các bạn. Nhà mình tổ chức đi Hollywood. Đó, thì bây giờ cả nhà đã đến Los Angeles rồi nè các bạn. Thì hôm trước mình ở Việt Nam qua các bạn, mình biết Los Angeles là bởi vì là ở Việt Nam mình qua là qua sân bay Los Angeles. Từ Los Angeles về tới chỗ mình ở là 2 tiếng. Thì nãy giờ ông xã ổng chạy được 2 tiếng rồi đó. Là mình đã tới Los Angeles rồi. Thì bây giờ mình qua chỗ Hollywood nha các bạn. Thì để mình cho các bạn xem ở Hollywood có những gì nha. Ở Los Angeles là xe không là xe đó các bạn. Ở đây mà đi vào những cái ngày lễ hay là gì là kẹt xe cứng ngắc luôn á. Hôm nay thời tiết hôm nay ui ui nè, không có nắng. Hồi nãy qua chỗ kia thấy mưa một chút, hôm qua đây lại hết mưa rồi. Thì bây giờ mình đã tới City Hollywood rồi nè các bạn. Trời, mới đi qua thấy toàn homeless không. Những người vô gia cư ở đây nhiều lắm á các bạn. Nước Mỹ nó yên bình quá ha. Nó không kiểu quá nhộn nhịp. See the stars? Đó, ở trên đường nó có những cái ngôi sao này nè. Chắc có lẽ mình kiếm chỗ gửi xe xong rồi mình đi bộ. Đi dọc cái con đường ở Hollywood. Đó, người ta đi bộ, người ta những cái ngôi sao đó đó các bạn. Trời, không có thấy được. Tí nữa mình ghi, mình đi bộ mình quay rõ cho các bạn coi nha. Con đường mình nó có những cái hình ngôi sao vậy nè các bạn. Nó là con đường này là con đường danh vọng á. Nghe thấy ghê đúng không? Đó, tất cả những ngôi sao nổi tiếng và những người nổi tiếng có chức có quyền đồ đó là họ được đánh dấu ở đây nè. Họ được ghi tên và xướng tên ở đây nè các bạn. Đó là đời đời ăn sâu. Là người dân hồi thế hệ sau á, là họ luôn nhớ tới. Ở đây là thuộc dạng khu đất đỏ nha. Ôi trời ơi, có con ạ. Bự nha. Thành phố lớn quá ha. Bự dễ sợ luôn. Các bạn thấy cái ông đi xe máy đằng trước không? Ui, chạy cái xe cho nó mệt vậy trời. Ôi trời ơi. Trời ơi, cái xe. Trời, không mỏi tay hả trời. Kẹt xe rồi. Trời, ông xã mình không thấy chỗ nào gửi xe hết các bạn ơi. Mà cứ ngồi trên xe đi vậy trời. Con đường này là con đường danh vọng á các bạn. Ai thành danh hãy đến con đường này nha. Còn ai không thành danh đừng đến đây nha. Nó giỡn thôi. Đó, có cái xe đó là chở đi khắp thành phố. Thì đó các bạn, mình đã đi bộ lên được con đường rồi nè.
Trời đã chưa? Homeless đó các bạn. Có rất là nhiều người quảng cáo ở đây nha các bạn. Oh! Look at slide. Hả? Hơn em. Oh. Trời đẹp ghê các bạn ơi. Donald Trump nè. Hả? Donald Trump. Người ta giẫm đạp lên Donald Trump. Trời ơi. Đẹp chưa các bạn? Ở đây dọc bên đường á nó có bán đồ ăn. Ồ. Sắp nói xong không? Bánh men hả? Bánh men. Bánh men. Những người này là các bạn, họ khắc tên lên trên cái đó đó rồi để mình chụp hình á, là mình phải trả 10 đô á các bạn, nhưng mà xong nào không chịu, xong nào nói 10 đô xong nào không chịu. Đi qua đường. Họ bán đồ ăn dọc hai bên đường giống như ở Việt Nam với Bùi Viện rồi đó. Nè các bạn. Đó, họ bán đồ ăn đường phố ngon chưa? Hot dog. Trời đã quá. Các bạn ơi, mình đã đi bộ được một vòng của cái khu con đường danh vọng rồi đó các bạn. Đây là cái xe bus mà họ đi vòng vòng ở thành phố đó. Thôi, xe bus vui trần, vui ha. Thì các bạn ơi, bây giờ cả nhà mình đi tới cái tiệm bán hot dog nha các bạn. Hot dog nổi tiếng nhất ở đây á. Thì mọi người tới đây đều phải ghé tới cái quán hot dog đó. Thì ở trên tất cả các con đường. Okay. Thì tất cả các con đường ở trên ở đây nè các bạn, đều đậu xe ở trên đường đều phải trả tiền qua cái cây cột này nè. Đó, hồi nãy ông xã mình trả 1 đô. Vậy cũng tiện ha, khỏi phải đi kiếm bãi gửi xe rồi đi. Tất cả các con đường hai bên đường đều vậy hết các bạn. Ở bên đó, đó các bạn thấy cái dù màu hồng đó không? Đó là cái tiệm hot dog đó. À, Pins. Đó, trời ơi, tới đây không mà nghe mùi thơm mới là thơm. Người ta đứng xếp hàng kìa các bạn. Nè các bạn ơi, cái tiệm này là Pins. Nó là chúc mừng sinh nhật cho 79 năm. Đó, nó cảm ơn Los Angeles ở đây nè các bạn. Là nó đã có 79 năm ở đây rồi đó. Thấy ghê không? Các bạn thấy dòng người xếp hàng không? Xếp hàng để được mua hot dog, được ăn hot dog. Ở đây ở ngoài thôi, còn ở trong nữa kìa, trời đất ơi.
Trời dễ sợ. Trời các bạn ơi, mình chờ nãy giờ nửa tiếng đồng hồ bây giờ có đây nè. Trời ngon chưa? Ơi trời ơi, bây giờ nhà mình ăn nha. Trời ơi các bạn ơi, làm sao mình ăn hết cái ổ này? Trời ơi là trời. Rồi ông xã mình ăn ngon quá, nguyên cây xúc xích bự luôn á. Sắp nâu ăn kem con. Ngon quá. Ôi mà rớt quá rồi đó. Trời ngon các bạn. Làm sao ham. Làm sao cắn này trời. Còn nó bự. Cây xúc xích trong này ngon như là hấp đó các bạn. Ngon quá. Ngon. Đúng chờ nửa tiếng hồ. Khổ não. Đông ơi là đông. Ăn thử mỗi thứ một miếng nha các bạn xem nha. Cái này là khoai tây chiên với lại sốt thịt bò. Cái sốt của nó giống như là cà ri Ấn Độ á. Ngon. Ai cay chưa? Bây giờ mình ăn thử cái của ông xã mình nha. Ồ mày. Mày. Trời ơi nó bự như vậy ăn cái xúc xích này chắc. In your hair. Ngon hả? Ủa ăn luôn rồi. Hiền gì. Ai tới Los Angeles đều phải 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 ghé vô ăn đó các bạn. Ông xã em nói vậy á. Rồi ngon lắm. Cái này ăn ngon. Chơi không? Hả? Dễ chơi. Sắp nhau kìa rồi. Mẹ ăn thử để review cho cô chú con. Rồi không? Của sắp nâu nè. Trời ơi sao ăn hết. Ở trong cũng là xúc xích với lại sốt nữa. Còn ngon lắm. Ờ rất là ngon. Bây giờ để mình ăn đi các bạn. Quay cho nó hết thời gian. Rồi không có up lên được. Không. Hai các bạn ơi, bây giờ mình đã đi hết một cái khu trong thành phố này các bạn. Bây giờ đi về ha các bạn ha. Đi về muốn ghé cái chỗ Santa Ana thăm bạn mình quá à, nhưng mà lười quá. Bạn mình cứ coi video thì thông cảm cho mình nha. Để dịp khác mình có đi thì mình ghé nha. Trời ơi, xe quá trời xe kìa các bạn ơi, chắc kẹt xe nữa. Để mình về mình lặt lựa những cái video nào mà đẹp rồi mình sẽ chia sẻ cho mấy bạn xem nha. Thì qua đây mình rất là cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi cái video của gia đình mình nha. Các bạn mới xem thấy hay thì hãy đăng ký và theo dõi gia đình mình mỗi ngày nha. Rất là cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.